Đúng như thông tin rò rỉ từ vài tháng trước đây, ông Nguyễn Xuân Phúc đã được bầu làm Chủ tịch nước, chức vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm trước đó trong một cuộc bỏ phiếu kín hôm 5 tháng 4. Ông Phúc, 67 tuổi, là Thủ tướng Việt Nam trong 5 năm qua, một giai đoạn mà quốc tế đánh giá là thời kỳ bùng nổ của nền kinh tế tại quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, chính phủ, dưới sự dẫn dắt của ông, đã giành được nhiều lời khen ngợi vì thành tích chống lại COVID-19, giúp quốc gia có được tăng trưởng dương, trong khi thế giới hầu hết rơi vào khủng hoảng. Với việc được bầu chọn vào ghế Chủ tịch nước, một chức danh được cho là mang tính lễ nghi và biểu tượng nhiều hơn các chức danh khác trong tứ trụ, ông Phúc trở thành thủ tướng đầu tiên được Quốc hội bầu giữ Chủ tịch nước tính từ năm 1945. Ông Phúc xuất thân từ Quảng Nam, từng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khi kinh qua các chức vụ cao hơn tại chính phủ, bao gồm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Thủ tướng. Theo tóm tắt tiểu sử về ông Phúc mà VOV đăng tải, theo nhận định của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc được VN Express trích dẫn, ông Phúc qua hai nhiệm kỳ làm Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều thuận lợi khi đảm nhiệm cương vị thay mặt cho nhà nước về đối nội và đối ngoại. Bên cạnh việc ca ngợi thành công nổi bật của Việt Nam về đối ngoại trong nhiệm kỳ của ông Phúc, ông Quốc còn bày tỏ hy vọng rằng ông Phúc sẽ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình để xóa đi cách hiểu có thể chưa hoàn toàn đúng trong nhiều người dân là Chủ tịch nước ở vị trí rất cao nhưng các hoạt động còn mang tính biểu tượng, lễ nghi.